Đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới ban tổ chức cũng như lời cảm ơn vì đã cho em cơ hội trình bày cái nghiên cứu của mình. Thì cũng như là lời cảm ơn tới những thầy cô và các anh chị đã dành thời gian để lắng nghe bài báo cáo của em. Thì em xin tự giới thiệu, em là Huyền, hiện là nghiên cứu sinh năm thứ hai ngành địa lý tại phòng thí nghiệm CITE thuộc Đại học Tours Cộng hòa Pháp. Thì trước khi học nghiên cứu sinh á, thì em công tác tại bộ môn bản đồ viễn thám và GIS của khoa địa lý trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em xin giới thiệu về đề tài nghiên cứu ứng dụng Serious Game hay còn gọi là trò chơi giả định và lập trò chơi nghiêm túc được xây dựng trong mô hình đa tác tử nhằm nâng cao nhận thức cho nhà quản lý trong lĩnh vực phòng chống thiên tai liên quan đến nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2020 và 2050. Thì bài báo cáo của em thì gồm có 6 phần, thì bao gồm là giới thiệu về đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và một số kết quả bước đầu của đề tài. Thì trong bối cảnh thiên tai thì liên quan đến nguồn nước như là lũ lụt, sói lở, nước biển dâng ngày càng có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của con người, đặc biệt ở khu vực ven biển, một trong những khu vực tập trung đông dân cư cũng như là đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của nhiều vùng quốc gia. Vậy nên việc nâng cao hiểu biết về các hiện tượng cực đoan cũng như là những cái giải pháp phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai thì ngày càng một trở nên cần thiết. Xuất phát từ lý do đó, có một dự án về trò chơi giả lập dựa trên mô phỏng có sự tham gia LittleSim đã được xây dựng tại Pháp nhằm hỗ trợ cho nhà quản lý về việc thử nghiệm và thử nghiệm quy hoạch lãnh thổ, áp dụng nhiều giải pháp công trình và phi công trình trong phòng chống thiên tai. Thì cụ thể ở đây là ngập lụt do nước dâng ven biển khi xảy ra bão mạnh. Trên cơ sở đó, nhằm hỗ trợ các nhà quản lý đồng bằng sông Cửu Long trước nguy cơ nước biển dâng và các thiên tai cực đoan do biến đổi khí hậu, thì trò chơi nghiêm túc LittleCo đã được xây dựng. Thì để nói sơ lược qua về LittleSim, thì từ bối cảnh trận lũ lụt lịch sử do bão Cynthia năm 2010 tại đảo Oléron của Pháp gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thì các nhà khoa học từ 6 phòng thí nghiệm tại các trường đại học khác nhau của Pháp như ở La Rochelle, Tours, Paris đã cùng các nhà quản lý địa phương xây dựng trò chơi LittleSim. Hiện nay thì dự án đang thực hiện ở giai đoạn 2 trên nhiều lãnh thổ khác nhau tại Pháp. Thì LittleSim là một trò chơi giả lập. Đây là một nền tảng mà cho phép người chơi tham gia vào việc quy hoạch lãnh thổ phục vụ cho công tác quản lý rủi ro ngập lụt ven biển thông qua các kịch bản ngập khác nhau. Thì mô hình mô phỏng này cho phép thể hiện các tương tác giữa hành động của con người và động lực hỏng môi trường. Trên đây á, là thiết kế của LittleSim, thì người tham gia sẽ thao tác với giao diện đồ họa gamma để tương tác với mô hình thủy động lực học là Lisplet và tương tác với những người tham gia khác trên cùng một hệ thống thông qua một phần mềm hệ thống trung gian trao đổi thông tin là ActiveMQ. Thì dựa trên cách tiếp cận phương pháp từ LittleSim và trò chơi giả lập LittleCo được xây dựng nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý tại địa phương ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì trong cái việc phòng chống thiên tai ngập lụt ven biển ở bối cảnh nước dâng do biến đổi khí hậu, nghiên cứu thì dựa trên phương pháp tiếp cận có sự tham gia của nhà quản lý nhằm xây dựng một công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch lãnh thổ liên quan đến phòng chống thiên tai. Về địa bàn nghiên cứu của đề tài thì ở hai tỉnh ven biển của đồng bằng là Bến Tre, cụ thể ở ba huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, và ở Cà Mau là ba huyện ven biển Đông, Đầm Rơi, Nam Căn và Ngọc Hiển. Nói về địa bàn nghiên cứu thì có các đặc điểm đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long như sau: với hệ thống sông và kênh rạch dày đặc, độ cao trung bình địa hình thấp khoảng từ 0,5 đến 1,2 mét, kinh tế chủ đạo thì dựa trên sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản và trồng trái cây, và đồng thời là chịu tác động nhiều của các thiên tai khác nhau như xâm nhập mặn, sụt lún, lũ lụt, sói lở bờ sông bờ biển. Thì trên đây á, là bản đồ sử dụng đất của Bến Tre ở bên trái và Cà Mau ở bên phải vào năm 2014. Thì tại Bến Tre các hình thức sử dụng đất phổ biến lần lượt thì gồm có là đất trồng cây lâu năm và cây ăn trái, tiếp theo là khu vực đất trồng lúa, rồi đến đất nuôi trồng thủy sản và cuối cùng là đất rừng ngập mặn và phòng hộ. Còn ngoài ra tại Cà Mau thì chúng ta có là gồm đất trồng lúa nước, đất khu nuôi trồng thủy sản và cuối cùng là khu vực rừng ngập mặn là phòng hộ hoặc là đặc dụng. Thì dưới tác động của biến đổi khí hậu cũng như là nước biển dâng với số ngày nắng tăng cao rồi lượng mưa giảm
và các tác động của con người trong việc xây dựng nhiều thủy điện ở thượng nguồn, khai thác cát sỏi và mực nước ngầm quá mức thì đã gây nên nhiều cái thiên tai như xâm nhập mặn, sụt lún, hạn hán, xói lở. Thì những cái thiên tai này thì vừa tạo ra là những cái thách thức cũng như là những cái cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long. Trước cái tình hình đó thì nhà nước và chính quyền địa phương cũng đã áp dụng nhiều giải pháp khác nhau để hạn chế thiệt hại, đặc biệt là nghị quyết Thuận Thiên 120 NĐ-CP năm 2017 nhằm đưa đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu cũng như là hướng tới phát triển bền vững trên toàn đồng bằng. Do đó thì nhóm nghiên cứu hy vọng Litocom sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ ra quyết định về trung và dài hạn cho các nhà quản lý trong mảng phòng chống thiên tai ở đồng bằng. Thì nghiên cứu thì sẽ được tiến hành qua 7 bước và hiện tại thì đang thực hiện ở bước thứ tư, đó là xây dựng trò chơi giả lập trên Gamma. Thì ở đây Gamma là một nền tảng lập mô phỏng mô hình đa tác tử mã nguồn mở được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Pháp IFD từ năm 2007. Về phương pháp nghiên cứu thì được dựa trên 3 hướng tiếp cận chính, thì định tính, định lượng và không gian, hướng tới đối tượng là nhà quản lý, kỹ sư quy hoạch, chuyên viên cấp tỉnh, huyện, xã trong các lĩnh vực như là quản lý thiên tai, quản lý rừng và quy hoạch sử dụng đất, sử dụng nông nghiệp. Thì tiếp cận định tính được sử dụng thì bao gồm có là phỏng vấn bán cấu trúc, phỏng vấn thăm dò trước và sau hội thảo, có quan sát trực tiếp, có quan sát hành vi diễn ra trong hội thảo trò chơi. Thì dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý trên phần mềm gỡ băng phỏng vấn, ghi âm sonar và chức năng ghi nhận hành động trong Litocom. Thì tiếp theo là tiếp cận về định lượng, thì có bảng hỏi trước và sau hội thảo, các chức năng theo dõi hành động trong Litocom và dữ liệu sẽ được xử lý trên phần mềm Spark hoặc là SPSS. Về tiếp cận không gian thì gồm có GIS và mô phỏng có sự tham gia dựa trên trò chơi giả lập được sử dụng, thì phần mềm QGIS hoặc ArcGIS và Litocom được sử dụng trong tiếp cận này. Từ các cái phương pháp nghiên cứu được tiến hành từ các phương pháp nghiên cứu này thì được nó được tiến hành theo một cái trình tự đánh giá sự tham gia được kế thừa từ Litocom và có sự chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long như sau. Thì vào giai đoạn 1 của dự án thì tiến hành các hội thảo thử nghiệm Litocom ở Việt Nam nhằm đánh giá tính khả thi về phương pháp nghiên cứu của đề tài. Trong giai đoạn 2, khảo sát tiền dự án thông qua phỏng vấn bán cấu trúc cán bộ tại địa phương tại Bến Tre và Cà Mau, thì với lại các giảng viên, nghiên cứu viên ở các viện và trường đại học của Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ nhằm khảo sát mức độ hiểu biết cũng như là thu thập dữ liệu có liên quan đến lập trình trò chơi. Cái sự thay lập trình trò chơi trong cái giai đoạn 3 của đề tài, bởi vì trong bối cảnh tác động của dịch bệnh thì tác giả có thay đổi việc sử dụng trò chơi, việc thử nghiệm trò chơi phiên bản thứ nhất với cán bộ địa phương thì thành thử nghiệm đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên nhằm hoàn thiện trò chơi trước khi tổ chức hội thảo chính thức. Cái sự thay đổi này thì dẫn đến sự mô phỏng có sự tham gia chỉ được áp dụng trong giai đoạn hội thảo trò chơi chính thức. Ở giai đoạn 4 thì giai đoạn tiến hành trò chơi, thực hiện khảo sát bảng hỏi trước và sau hội thảo, quan sát trực tiếp đối tượng tham gia cũng như ghi nhận được các hành động ứng xử của nhà quản lý, chuyên viên trong quá trình chơi. Thì và là cuối cùng là sau 2 tuần tổ chức hội thảo sẽ tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc đối với người chơi. Ở đây để nói cụ thể hơn về việc thiết kế tổ chức một hội thảo trò chơi giả lập được diễn ra như thế nào, thì hội thảo sẽ được sắp xếp thành 5 khu vực chính, với khu vực 1 là người quản trò thì là người dẫn dắt và quản lý trình tự diễn ra trò chơi. Ở khu vực 2 là các đội chơi với hệ thống máy tính bảng kết nối với trình mô phỏng. Ở khu vực 3 là khu vực chạy mô phỏng và thảo luận chung giữa các đội khi quan sát kết quả mô phỏng. Và tiếp theo là ở khu vực 4 là khu vực đại diện cơ quan quản lý phòng chống thiên tai với quyền hạn và trách nhiệm trong việc cung cấp ngân sách cũng như ban hành các quy định liên quan đến quy hoạch lãnh thổ và quản lý thiên tai cho các đội chơi. Và khu vực cuối cùng là khu vực 5 thì nhóm nghiên cứu đóng vai trò là người quan sát. Thì nói sơ qua ở phía bên trái gồm thì có là cái mô hình Lisp là mô hình để chạy mô phỏng mà lúc mà diễn ra cái sự kiện ngập. Thì trên đây là cái ví dụ minh họa về giao diện của trò chơi giả lập Litocom ở phía bên trái với các phím chức năng và giao diện đồ họa. Còn ở phía bên phải thì có các kịch bản ngập được thực hiện mô phỏng trong giai đoạn 15 năm tại đảo Oléron của Pháp theo các mức ngập khác nhau, ví dụ là 50 cm hay là 1 mét.
Trên đây là một số hình ảnh trong cái giai đoạn tiền dự án của Litecoin ở Việt Nam, thì có hai hội thảo trò chơi giả lập Bitcoin đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh với các nhà nghiên cứu và giảng viên Việt Nam và Pháp. Thì các nhà nghiên cứu này đã từng thực nhiều chuyện nhiều dự án có liên quan đến Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Thì thông qua thảo luận nhóm vào ngày hôm sau của hội thảo thì các vấn đề chính tại đồng bằng sông Cửu Long được đưa ra thảo luận, thì thông qua đó thì tính khả thi của đề tài đồng bằng sông Cửu Long cũng được xác nhận. Trên đây em xin đưa ra một số cái hình ảnh khảo sát tại Bến Tre vào tháng 1 năm 2021 về tác động của thiên tai như sói lở bờ sông bờ biển, ngập do thủy triều dâng cao, gây hư hỏng các công trình kè, rọ đá, gây chết rừng ngập mặn hay rừng phi ngao và cây ngắn ngày của người dân. Ngoài ra thì còn có một số hình ảnh về các giải pháp công trình và phi công trình hiện đang được áp dụng tại Bến Tre và Cà Mau. Thì như kè Ly Tâm ở Cà Mau, cống ngăn mặn, rọ đá. Một số cái khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai cũng được khảo sát và ghi chú trong sổ ghi chép thực địa. Thì như trên hình vẽ ở đây là cái khu vực bị sói lở mạnh trong những cái năm gần đây khoảng từ 50 đến 70 mét ở khu vực Thạnh Hải, Thạnh Phú của Bến Tre. Trong quá trình đi thực địa thì em cũng có gặp một số cái thách thức, ví dụ như là về việc chuẩn bị công văn giấy tờ liên hệ các cơ quan và cán bộ quản lý ở địa phương, việc từ chối ghi âm các bản phỏng vấn của cán bộ địa phương. Do đó thì cần phải tốc ký và ghi chép lại thái độ hành vi của đối tượng được phỏng vấn ngay lúc đó. Vì vậy cũng không tránh khỏi được những thiếu sót trong quá trình và phân tích ở sau này. Thì ngoài ra thì thái độ của đối tượng được phỏng vấn khi mà lần đầu tiếp xúc với tác giả là nữ trẻ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu. Đồng thời thì việc kết nối với đồng nghiệp tại địa phương trong trường hợp cần xin thêm dữ liệu, đặc biệt trong tình hình dịch Covid cũng khá khó khăn và tác giả cũng đang không ở Việt Nam. Thì ngoài ra còn có một số vấn đề về hậu cần khác trong quá trình khảo sát. Nói về một số kết quả ban đầu của nghiên cứu thì đã xây dựng được biểu đồ lớp của mô hình khái niệm thể hiện các tác tử trong sự tương tác lẫn nhau của môi trường mô phỏng. Thì ở đây á, mỗi tác tử sẽ được trình bày ở trong một bảng với các đặc tính và với các chức năng riêng biệt. Một số cái hạn để kết thúc bài báo cáo thì ở đây có một số cái hạn chế về phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong trường hợp khuôn khổ của đề tài đồng bằng sông Cửu Long. Thì đầu tiên là nhóm nghiên cứu phải cần đầu tư một hệ thống thiết bị máy tính có cấu hình mạnh để nhằm chạy các mô phỏng phức tạp trong thời gian ngắn tính bằng phút. Thì ngoài ra với những đặc điểm chuyên biệt đồng bằng sông Cửu Long thì cần lập trình thêm để đưa trò chơi sát với thực tế hơn, ví dụ như hệ thống sông ngòi dày đặc và nhiều thiên tai kết hợp. Thì trong quá trình chạy mô phỏng những cái kịch bản lũ khác nhau thì ảnh hưởng của cái hệ thống sông ngòi này nó không chỉ là ảnh hưởng đến từ biển mà còn có ảnh hưởng đến từ cái hệ thống sông ngòi này. Với lại là trong khuôn khổ của luận án thì tác giả không có đủ thời gian để thực hiện kiểm định lại tác động trò chơi sau một vài năm thực hiện hội thảo dựa theo phương pháp kiểm định gốc của Litocin, và đó cũng là cái phạm vi nghiên cứu của đề tài. Thì bài báo cáo của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và thầy cô và mong nhận được sự góp ý và câu hỏi của mọi người.